Em là con một và mọi người đọc profile của em cũng sẽ thấy là em học trường quốc tế, thì mọi người sẽ nghĩ giống như là con nhà người ta, nhưng mà thật sự thì em nghĩ đây là một cái vượt mà em cảm giác là khi mà các bạn vượt được thì nó còn cực khổ hơn là các bạn vượt khổ thông thường. Và những cái sướng, em nghĩ có những cái sướng nhưng mà nó chỉ sướng ở một độ tuổi nhất định, giống như là về tài chính hoặc là những thứ mà ba mẹ có thể chu cấp bảo bọc, thì đó là một cái sướng ở một độ tuổi nhất định, và em nghĩ là sau này khi tương lai nó sẽ trở thành một cái khổ và nó có thể dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình, hoặc là giống như em đã có một số mâu thuẫn với ba mẹ vì được bảo bọc và được phải có nhiều cái sướng để vượt qua, và em đã chứng minh bằng hành động. Và thực sự thì trong một số gia đình mà ba mẹ có tài chính quá cao thì ba mẹ sẽ thường ít quan tâm và giúp đỡ con về mặt tình cảm, mà thay vào đó sẽ dùng tài chính để đo lường những cái yêu thương mà ba mẹ dành cho mình, thì một số đứa trẻ nó sẽ không thể cảm nhận cái tình yêu thương mà tài chính là Em có chia sẻ là em đã gỡ bỏ những mâu thuẫn, hoặc là em đã vượt qua, hoặc là em cũng đang đang trong quá trình thấy được cái giải pháp để mà làm cho cái sự đồng hành của ba mẹ nó với mình thoải mái hơn. Thì em có một cái cách nào mà em đã làm em thấy là nó không hiệu quả, hoặc là cái cách nào em làm em cảm thấy là nó rất là hiệu quả với mình không? Đối với cái chuyện vượt sướng thì thực sự em nhận thấy rằng là cái sự cãi vã và mâu thuẫn nó không hiệu quả, mà thay vào đó là em sẽ thường chứng minh bằng hành động. Và em cảm giác là nếu mà mình đã tạo dựng được cho ba mẹ cái sự tin tưởng rằng ba mẹ có thể không cần bảo bọc và không cần trợ giúp nhiều như vậy nữa, thì em nghĩ hành động nó sẽ là một cái cách rất là hiệu quả hơn. Nói chung đây là có rất nhiều những điều ở lứa tuổi, chẳng hạn như học sinh phổ thông hay là lứa tuổi sinh viên, nhưng mà đa phần ở sinh học sinh phổ thông thì có những điều mà các bạn cảm thấy rất là khó nói, rất là khó chia sẻ với ba mẹ của mình, đúng không? Tại vì không biết nữa, nhưng mà khi mà chị nhớ lại thì có những cái lúc mà mình chỉ nhớ được cái cảm giác là mình muốn nói nhiều lắm, mình muốn nói ra để ba mẹ hiểu mình, nhưng mà có một cái gì đó nó cứ nghẹn nghẹn lại. Chị không biết là trong quá trình nghiên cứu của My hay là trong quá trình trưởng thành của My, em có một cái chia sẻ nào đối với cái cảm giác nghẹn như thế này không? Em may mắn là em có thể nói chuyện và chia sẻ với mẹ bất kỳ, thật ra bất kỳ những gì mà em suy nghĩ, và mẹ em sẽ lắng nghe. Mẹ em rất là gì ta, thích đổi mới, thích nghe những cái ý kiến, và lúc nào cũng khá là chạy theo giới trẻ, nhiều khi còn chạy nhanh hơn em nữa, nên là có thể nên là thật ra em biết là em may mắn. Trong khi đó em biết là có những bạn khác, có những bạn trong khi mà em nói chuyện với các bạn cho dự án nghiên cứu của mình á, thì em cũng biết là có những bạn không có nói, không có thể nào mà nói chuyện được với bố mẹ, và đó tạo ra một cái nguồn stress rất là lớn. Những cái cuộc cãi vã đó thì các bạn nói là các bạn đã bị trầm cảm một thời gian, rất là buồn khi mà bố mẹ không có thể nào mà nhìn ra được, có thể chấp nhận được là cái mình có khả năng này, hoặc là mình có những cái sở thích này. Bố mẹ không không muốn, bố mẹ không 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 chấp nhận, hoặc là không muốn thay đổi suy nghĩ của bố mẹ. Thì đó là, và đó không phải là một số ít, em biết là như vậy. Nên là thì em nghĩ là đó là một cái trở ngại rất là lớn cho các bạn trong cái việc là giao tiếp với bố mẹ là như thế nào. Là em nghĩ cái đó là phải từ cả phía hai bên đều phải cần có cố gắng nếu như mà họ muốn cải thiện, đúng không? Thì ở phía em cũng phải hiểu được là ở thế hệ của bố mẹ thì vì sao bố mẹ có những cái suy nghĩ này. Và giống như bạn Dung đã có những hành động để bạn Dung chứng minh cho bố mẹ thấy là cái hành động và cái quyết định của bạn Dung là đúng. Thì còn ở phía bố mẹ thì bố mẹ cũng phải nhìn được là giới trẻ bây giờ nó như thế nào, họ suy nghĩ như thế nào, có những ước mơ, có những hoài vọng nào, và mình
Nói chung là cả hai bên đều phải có những phải cố gắng hơn những chuyện là một mặt với nhau.